đêm mà đi ngủ mà em nằm xuống mà chưa được 5 giây mà không thấy ôm là lẫy. Và kêu chồng nhớ đến cô nào rồi. Cho nên là không ôm vợ nữa, không yêu vợ nữa. Thế là em lại phải ôm. Mà em không ôm là... Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay để đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi bây giờ mình chào Sơn cái nha. Giới thiệu về mình. Em là Nguyễn Anh Tuấn. Em đến từ Thái Bình nhưng mà hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng. Con em là Nguyễn Thị Đông, em 25 tuổi, hiện đang là nhân viên kế toán và em đến từ Huế. Trời ơi, em thấy không? Một người từ Huế, một người từ Thái Bình đó. Huế với Thái Bình mà gặp nhau Đà Nẵng. Dạ. Như vậy là Tuấn là vào Đà Nẵng là lâu chưa? Em vô được gần 3 năm. Thì là hai bạn từ Đà Nẵng bay vô đây à? Tụi em vừa bay vào tối qua. Trời. Tại hai vợ chồng quá cuồng chương trình. Bây giờ hỏi thật nè. Hai vợ chồng quá cuồng chương trình. Trước tiên thì rất là sung sướng khi mà nghe hai bạn nói cái câu là hai bạn cuồng chương trình Vợ Chồng Son. Thì nhân đây thì Thượng cũng xin thay mặt cho tất cả những người làm chương trình Vợ Chồng Son xin cảm ơn hai bạn vì cái sự nhiệt tình của các bạn để mà ngày hôm nay chúng ta có dịp mà hội ngộ trên chương trình. Xin cảm ơn. Rồi bây giờ hai bạn có thể kể cái cơ duyên mà gặp nhau như thế nào. Em là hai người ế cho nên là quen nhau qua mạng xã hội Zalo. Lúc gặp anh này thì thấy anh bụng phệ là đúng cái gu của em rồi. Lúc anh nói chuyện chia sẻ em cảm nhận đây là người đàn ông của gia đình, là tức là thích bếp núc, thích trẻ con, đó là em kết luôn. Thế là 3 ngày sau hai vợ chồng nhận nhau đi gặp bố mẹ vợ. Hai bạn quen nhau lâu chưa? Một ngày. Nói chuyện gặp nhau ngoài đời luôn. Ba ngày sau là gặp ba mẹ vợ, là đến gặp ba mẹ vợ luôn. Nhanh hết luôn à? Thông tốc à? 10 ngày sau thì chồng em lại 1, 2, 3 nhất quyết là đòi cưới em cho được. Mà lý do sao mà em lại thích vợ em một cách cuồng si như vậy? Đầu tiên em gặp thì em thấy vợ em cũng dễ thương, mà em sợ quen thằng khác. Thế cho nên em phải chịu khổ. Em ôm về. Không đúng đâu chị, quen nhiều cô rồi mà bị đá hết trơn á. Nên thấy em dễ dãi quá nên úp sọ em. Rồi chỉ trong vòng có mấy ngày là các bạn là bắt đầu là dặn hỏi hay luôn chưa? Dạ không, bố mẹ em nghĩ là hai đứa mới quen nhau để tìm hiểu cho kỳ càng. Cái thời buổi yêu nhanh cưới vội cũng sợ, rồi chia tay gấp cũng sợ lắm. Thế là anh này nghe xong cực kỳ buồn. Nó là để avatar là đã chết rồi muốn đi một nơi xa lắm. Thế là em tôi sợ anh tự tử thật. Em mới viết tâm thư gửi cho bố mẹ em á. Chia tay anh này là không quen ai nữa, rồi ở vậy làm gái ế rồi quả bom nổ chậm. Hãy hùng quá cho cưới luôn à. Em cũng bảo vợ em bảo với bố, bố mà không đồng ý thì bố lên cầu Thuận Phước mà nhặt dép. Ghê gì đó hả trời. Em cũng nói đùa thôi. Chứ lúc đấy là em đang nằm ở nhà em xem TV cho Vợ Chồng Son. Rồi bây giờ sau khi cưới nhau về rồi thì bây giờ có những cái gì gọi là nó bất ngờ không? Nghĩa là vỡ mộng không? Em vỡ mộng là cái vợ em ghen. Hai vợ chồng ở phòng trọ, cái nhiệt độ cũng đã cao rồi. Mà anh chị nhìn thì hai vợ chồng thì người ấy hơi nhỏ tí. Đêm mà đi ngủ mà em nằm xuống mà chưa được 5 giây mà không thấy ôm là lẫy. Mà kêu chồng nhớ đến cô nào rồi. Cho nên là không ôm vợ nữa, không yêu vợ nữa. Thế là em lại phải ôm. Mà em không ôm là khóc. Nóng quá là bắt ôm. Dạ. Nó nóng mà cứ suốt ngày bắt em ôm. Đâu rồi. Trước khi đi ngủ là hôn một cái. Hôn một cái. Không hôn là lại bảo chắc là cô nào nhớ vợ. Dạ. Mà bây giờ cái đó vẫn còn tiếp diễn không? Dạ vẫn tiếp diễn ạ. Tối nào cũng thế ạ. Trước khi lên chương trình có ôm hôn cái không? Dạ. Ở bên khách sạn thì có phải ôm. Dạ. Nhưng mà không hôn được bởi vì lúc mệt quá rồi. Em chỉ có đưa tay ra cho gối tay em cái là ngủ luôn. Hơi á. Dạ lấy hơi đấy. Có máy lạnh mà. Có máy lạnh ngủ mới sướng ạ. Dạ. Đó là một cái tính rất là đáng yêu của phụ nữ mà. Không như phải có lý do vợ mới ghen chứ. Đúng không em? Chắc là lý cái gì phải không? Trước đó là bồ bịch rất cực kỳ lăng nhăng. Không có nghĩa là sau khi cưới rồi. Dạ sau khi cưới thì em điều tra với tìm hiểu thì chưa thấy. Chưa thấy biểu hiện gì. Nhưng mà trước khi đó thì lăng nhăng. Dạ, sao em biết? Dạ, mấy em chồng kệ. Mấy em chồng kệ. Thân với em lắm. Nên kệ em đó. Quản lý Facebook của em nữa, Facebook. Trong khi quen ấy, em đưa Facebook cho thì không có dùng. Nhưng mà đến khi cưới nhau về cái là lấy Facebook với mật khẩu luôn. Xem được những cái tin nhắn của em với người yêu cũ á, là bắt đầu là chặn Facebook của người yêu cũ. Ôi trời. Lấy lý do là sợ chồng nhớ đến người cũ là buồn. Cuối cùng cuồng ghen quá chặn luôn cả Facebook của đứa cháu luôn. Thế mà sao vậy? Thì hai cậu cháu nói chuyện tình cảm vui vẻ. Thế là tưởng nói chuyện với người yêu cũ là chặn luôn vào.
cháu ruột đấy ạ. Dạ, bây giờ là còn quản lý Facebook không? Dạ có ạ, là bây giờ cái Facebook của em là đăng nhập ở trên máy của em luôn. Cứ em mà đăng nhập là vợ em biết, em nhắn tin cho ai hay em làm bất kỳ cái gì là vợ em biết hết. Trời ơi, rồi còn gì em nhá? Tính trẻ con, rồi nhiều khi lấy những cái việc gọi là rất là vô cớ. Hai vợ chồng em bây giờ là đang muốn có em bé. Thế xong hôm ấy vợ em bảo là thôi hai vợ chồng đi khám đi. Nhưng tính em thì em ưa để râu, cạo râu đi ra ngoài đường con gái theo. Thế hôm ấy về bắt em cạo râu nhưng mà em không cạo. Em bảo em đi chơi. Vợ em đi một mình. Thế là bàn với em bé học sinh á, mua thuốc đỏ về bôi này, xong lấy cái kéo cắt ở đây là một khoảng này, xong về nhà nằm khóc, bảo là vợ bị té xe. Ô em về mà em hối, em bảo là em đưa đi bệnh viện nhưng không chịu đi, em thuê taxi đi không chịu đi. Nên cuối cùng nửa đêm em tháo ra chả thấy sao lại làm hoảng. Diễn sâu quá rồi. Trong là... sâu hết. Ủa nhưng mà tại sao làm vậy? Không, trước giờ là lúc nào cũng chiều chuộng nghe lời em lắm anh. Đó tự nhiên thấy sao vùng lên là không chiều theo ý em, thế là em nghĩ phải làm gì đó để anh này thấy sai. Vợ em muốn hết chứ sợ luôn á. Rồi giờ em còn để râu không? Em có. Sao bữa nay không để râu? Lên chương trình. Hôm nay là đi lên truyền hình rồi. À, lên truyền hình nên phải cạo râu. Dạ. Em chỉ có đi chơi em mới cạo, chứ còn bình thường đi làm hay ở nhà em không cạo. Còn em, ông xã em nãy giờ kể tật xấu em á. Dạ. Thì ông xã em có những tật xấu gì không? Yêu thì vợ nói gì ra là số 1. Nếu vợ sai thì xem lại số 1 là vợ luôn đúng. Về nhà thì đâu có thực thi điều đó đâu. Vợ nói gì cũng thường là... xem vợ là trẻ con cho nên chẳng tôn trọng ý kiến vợ. Nhưng là bao nhiêu. Đó là vỡ mộng là cái điều đó đúng không? Đổi dạ. Trắng thay đen đúng không? Với lại là lúc trước là quen em thì lúc nào cũng gòn gàng rồi tươm tất rồi rau ria rồi sạch sẽ, mà về nhà để ra em thấy dê dê thế nào. Trước em đang ế thì em phải gọn gàng, em phải đẹp đẽ, em phải mìm tán gái. Nhưng bây giờ em lấy vợ về em trung tình rồi thì em thì em phải cạo nữa. Đúng rồi. Chứ em cạo ra đường con gái định nhìn vợ em lại ghen. Lấy em càng chết để không cạo râu không chị? Ra có nhiều phụ nữ thích đàn ông để râu lắm em ơi. Dạ đúng rồi anh ạ. Nhưng mà em thích cạo râu là do em làm biến hay là tại vì em thích cái mặt em? Em thích mặt em thế. Đó là cái sở thích của chồng. Quan trọng vợ em không thích. Căng như bởi vì em đi thị trường nhiều, cái đâm ra mình muốn để nhìn mặt mình nó già dặn thêm một chút đi thì sẽ khó bắt nạt mình hơn. À thì ra cũng có nguyên nhân. Hai bạn này kể chuyện xấu nhau đâu có thấy kể tật xấu gì đâu xấu. Mà cũng đâu có gì đâu vỡ mộng đâu trời. Toàn tật đáng yêu thôi à đúng không? Có phải là tụi em bây giờ đang mong có con đúng không? Dạ vợ chồng em đang rất là mong có con. Có khi nào là vì quá mong mà cũng muốn gặp anh Thuận nên Thuận chúc cho tụi em để tụi em mau có tin vui không? Tại vì ngộ lắm em. Chúc ai là người đó dính á. Thấy thiệt mũ Thuận. Còn chờ gì nữa không? Chúc ta đi. Thôi bây giờ các em nói về cái mong muốn thay đổi các em đi rồi chúc anh sẽ chúc mừng hai đứa nha. Rồi em muốn vợ mình thay đổi gì? Em muốn vợ em bớt trẻ con đi. Bớt cái quản lý cái vẻ ngoài của em đi. Em cũng chỉ mong thế thôi chứ em không mong gì hơn. Bởi vì đối với em vợ em như vậy là gần như hoàn hảo. Còn em? Giờ vợ đi. Dạ, em mong muốn là anh có thể đừng nuôi chó được không? Có thể đừng nuôi chó được không? Đơn giản lắm. Chỉ cần có em bé là thế nào cũng bỏ con chó vô sọt. Đúng rồi. Là tại vì cái lông của con chó rất là ảnh hưởng đến em bé. Cái chuyện đó tức khắc. Thôi nói tóm lại là vậy để bà Bụt nói trước đi rồi một chút luôn nha. Thật ra là tụi em á, những cái điều mà tụi em nói về nhau á, theo chị hoàn toàn đó mới là tật xấu. Những cái rất là dễ thương. Cái rất là dễ thương. Ví dụ ngay cả cái tính trẻ con của vợ cũng rất là dễ thương. Nhưng đúng chỗ, đúng lúc. Có nghĩa là không cần phải bỏ hết. Tại vì đôi khi vợ mình có một chút nhõng nhẽo, có một chút ấy thì nó cũng lạ lẫm lắm em. Nhưng mà vừa phải. Ví dụ như là tối nay trước khi đi ngủ nhõng nhẽo chút xíu vậy đó thì là đúng lúc. Thì là chồng sẽ thấy sự mà đáng yêu của vợ. Rồi cái vấn đề mà quản lý về ăn mặc, rồi là cái sở thích của chồng, thì theo chị em chỉ nên góp ý thôi. Còn cái chuyện chồng em sẽ tùy tình huống, tùy hoàn cảnh để mà chồng em tiếp thu những cái ý kiến đó. Còn chồng á thì chị nghĩ rằng nếu mà vợ em cấn bầu một cái thôi là em phải thôi nuôi chó. Đúng rồi. Dạ. Dạ vợ em có bầu em bỏ nuôi chó. Thấy chưa? Đó, đó ông Bụt đó, tới được ông Bụt đi. Trời bây giờ tự nhiên tôi bị tâm lý. Thì thôi nhân đây cũng là một cái ngày mà chúng ta gặp nhau nha. Thì anh Quốc Thuận xin chúc cho hai em mau sớm có tin vui và một em bé khỏe mạnh, đáng yêu sẽ ra đời trong năm 2017. Có gì nhớ báo cho tin vui nghe. Rồi. Cảm ơn hai em đã đến với chương trình. Cảm ơn em. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng thứ nhất. Rồi, xin chào hai em. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Trương Trần Thế Vinh, năm nay 27 tuổi. Hiện là nhân viên bưu điện.
À, quê em ở Phan Thiết. Rồi, dạ. Tới em. Em tên là Hiền, năm nay em cũng 27 tuổi. Trời. Em kinh doanh quán nước. Hiện tại là em cũng đến từ Phan Thiết. Hai bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Dạ, em với chồng gặp nhau cách đây là 15 năm. Lúc đó vợ chồng em học lớp 5. Dạ, cùng trường thì em hay qua lớp anh này chơi một vài lần vì em có bạn thân trong đó. Chồng em lúc đó là lớp trưởng. Em thấy anh lớp trưởng này sao giống con gái quá. Da thì trắng trẻo, môi thì đỏ mà còn trề trề nữa. Thì em chỉ ấn tượng vậy thôi à. Còn bạn này ấn tượng bạn này sao? Cũng ấn tượng không nhiều đâu. Tại vì thấy vợ đó vừa đen mà còn vừa xấu. Ủa sao lạ vậy Biên? Thay đổi hẳn luôn đó, đúng không? Bây giờ bạn này là vừa trắng mà vừa xinh. Hình như là cưới nhau về ở nhau lâu ra sao. Ờ, bạn này thì thấy bạn này giống con gái nè, đúng không? Còn bạn này thì thấy bạn này xấu, xấu đó quá. Là cái ấn tượng đầu tiên đúng không? Dạ. Rồi qua bao nhiêu năm thì các bạn ấn tượng lại? Em thì cũng phải tới năm lớp 9, vợ em mới bắt đầu là mặc áo dài đi học, mà em thì là thích con gái mặc áo dài. Cho nên lúc đó là bắt đầu mình mới để ý tới. Thì lúc mà lên cấp 2 rồi thì anh này anh lúc đó dậy thì vỡ giọng nè, mặt thì mụn, nói chung là dậy thì xấu lắm. Có nghĩa là bạn này thấy bạn này vậy thì xinh đúng không? Dạ đúng rồi. Ngược lại bạn này vậy thì quá xấu, dạ. Ấn tượng là ngược lại. Thế rồi bao nhiêu lâu thì hai bạn mới là ấn tượng là gọi là bạn này cũng thấy bạn này dễ thương, bạn này cũng thấy bạn nọ đáng yêu? Thì tụi em vô cấp 3, tụi em học chung một trường khác lớp, nhưng mà chắc là định bệnh hay sao á, lại ra học cùng phòng. Một người học buổi sáng, người học buổi chiều mà còn ngồi cùng một cái ghế, một cái bàn đó nữa. Duyên đó. Ồ. Nhưng mà nói là duyên nhưng mà em cũng ghét cái duyên này lắm. Tại vì năm mà cấp 2 học mà chung 4 năm là em ghét anh này lắm. Khi mà chuyển trường đi á, là em mừng lắm. Tại vì anh này đi học á, mà suốt ngày anh cứ dập tóc. Có khi lấy bả kẹo xin gum mà ăn rồi chém tóc em á. Em phải cắt đi cái chùm tóc bên hông đây nè. Trời đất ơi, ông chơi gì biến thái không? Đó là người ta để ý tới thì người ta mới làm. Em thấy đó là cái tuổi học sinh mà. Còn chưa nữa đâu. Anh này còn hay cái trò là lấy giấy vò quăng trong lớp. Nhiều khi em cũng tức, em cũng quăng lại thì cũng bị đứng lớp chung luôn. Rồi á, còn nữa anh này hả, cứ hay giật đồ ăn của em. Trường họ bán ở căng tin hay có cái que rồi cắm ổi xoài đó. Em quay lại là chỉ còn cái que thôi, không còn cái gì đó. Ăn giật cái hiểu không? Trời ơi. Rồi trời. Dụng cụ học tập của em hả, thước kẻ hay viết gì anh này bẻ gãy. Rồi nặng nhất là lấy cái vỏ rác thảy vào ụp trong đầu em á. Trời ơi. Ôi. Vượt ngưỡng luôn rồi ha. Mỗi lần bị như vậy thì em phản ứng như thế nào? Nhưng mà ngày xưa em hiền lắm. Em chỉ biết trợn mắt vậy thôi, em cũng không làm gì. Nhiều khi em còn sợ anh này có khi nào mà anh biến thái quá. Ngày nào em đang đi học anh dở bái em lên. Tại lúc là... Không kể chuyện mà. Rất là dễ thương quá này. Em lúc đó em còn mặc váy, lớp 9 em mới mặc áo dài. Nhưng mà tất cả những cái việc đó em làm chỉ là để tạo sự chú ý của vợ em đối với em đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc đó là em thích lắm rồi đúng không? Dạ. Thích đó, nhưng mà làm những cái trò để cho người ta để ý đến mình á. Thành ra nhiều khi lố lố mà mình không biết. Wow. Rồi đến bao lâu á thì em mới có cảm tình với bạn này? Dạ cũng mất 2 năm sau là... Lớp 12. Lớp 11 thôi anh. 11. Thì em tổ chức sinh nhật thì em nghĩ thôi mời anh này luôn. Rồi sau đó thì em thấy anh này tặng cho em một bộ quà lắc tay rồi có nhẫn nữa. Vàng đó hả? Dạ không, ba cái đồ bằng bạc xi si không. À. Thời đó làm gì có tiền mua vàng. Học sinh đâu có tiền đâu mà muốn. Rồi có nghĩa là cái cú knock out là sau cái bộ nữ trang bạc đó đúng không? Dạ. Là em bắt đầu cảm tình với bạn. Dạ. Yêu nhau từ lớp 11. Dạ. Dạ. Cha mẹ biết không? Dạ không biết. Hình nhân đây báo luôn với phụ huynh biết là tôi nói yêu nhau từ lớp 11. Rồi em có phải vượt qua chướng ngại của những cái anh lớp trên hoặc là lớp khác để mà giành lại coi như cái tình yêu của em? Dạ không? Có cái nhiều lắm chứ. Ừ, có phải đánh lộn rồi có phải? Dạ không, không đánh lộn đâu, em nhẹ nhàng. Chứ giành bằng cách nào? Em cứ chờ đi học về em chở về cho mấy thằng kia thấy nó tức chơi. Trời. Mà tao nói mấy nhỏ nhỏ nó có vỏ đầy mình.
Mà ngày xưa em cũng được mấy anh lớp trên gửi hoa với lại một vài cái lá thư thôi thì em thích. Em nghĩ sau này em có người yêu thì cũng được tỏ tình, ít nhất cũng cái lá thư. Còn anh này thì tỏ tình với em thôi, tao với mày yêu nhau nha. Em cũng bất mãn lắm, ai đâu mà tỏ tình lần đầu tiên của em mà vậy. Nhưng mà em nói chắc chỉ tỏ tình lại em lần hai để cho nó lãng mạn hơn, nhưng mà không có tới giờ luôn. Tới giờ cũng một câu đó thôi. Chưa bao giờ lãng mạn với em. Dạ. Rồi tụi em đến khi nào thì tụi em mới yêu nhau mà yêu nhau say đắm mà lúc đó nghe là tụi em trưởng thành rồi đó. Năm 12 thì anh này anh quậy quá, anh thuộc dạng cá biệt rồi. Gia đình anh chuyển cho anh ra ngoài Hà Nội, ngồi gửi người thân ngồi đó cho học ngồi đó. Trời ơi. Vợ chồng em liên lạc qua điện thoại thôi. Ủa rồi trong thời gian đi học ngoài Hà Nội là có say nắng cô nào không? Có nhiều lắm chị. Có để ý thì có. Có lãng đãng chút đỉnh ha. Dạ. Này cũng về tụi em cũng tiếp tục quen. Rồi sao em chấp nhận vậy hả? Tức như chị là chị chia tay rồi đó. Dạ cái đó thì nó cũng nhỏ nhặt thôi. Anh này thì xưa giờ chứ kiểu như là thấy gái xinh xinh thì cứ hay ghẹo ghẹo rồi cứ kiểu như là chứng tỏ với người khác là mình đây cua được nhiều cô thôi. Rồi có lần nào mà tụi em xung đột đến cái mức mà phải chia tay nhau không? Dạ có. Tụi em quen được 4 năm thì tới lúc vợ em chắc là chịu không nổi nữa thì chia tay. Tụi em mới chia tay 1 năm. Lý do? Dạ là tại vì em mê game quá. Chia tay là vì mê game chứ không phải mê gái đúng không? Dạ không, có mê game đâu. Có luôn, có mê gái nữa. Vậy đó hả? Anh cứ hay nói bớt lại vậy á. Anh nói nghe nè Hiền, anh nhìn cái ông này thôi, nhìn cái giông ông thôi là tôi biết, tôi đoán được, có thể là vừa chia tay em xong cái là ổng say nắng với cô khác liền. Có không? Dạ anh này là say nắng trước rồi em mới chia tay. Người nào chủ động quay lại? Đầu tiên là em chủ động quay lại trước. Mà tại sao em chủ động quay lại? Thì tiếc mà. Tiếc vợ quá. Tiếc vậy vợ. Thì trong cái thời gian mà chia tay, vợ em có say nắng anh nào? Dạ có. Ủa? Tức là say nắng sau khi chia tay 1 năm về lại rồi mới tới em say nắng hay là em say trước? Lúc đó là em không chia tay đâu, tại vì em quen anh này lâu rồi, nó thành cái thói quen của em rồi. Chia tay liền á thì em sẽ khóc lóc, em buồn thì nó ảnh hưởng tới công việc, học tập của em nữa. Rồi xong tới khi em ra trường rồi em có việc làm, cái em gặp cái anh đó nhỏ tuổi hơn em luôn, anh chăm sóc em chu đáo mà hồi xưa giờ em chưa được nhận, tại vì em đi em chăm anh này thôi. Lúc đó em cũng chưa nói chia tay anh này, nhưng tới lúc em say nắng rồi á em chia tay anh này cái một. Rồi anh này sao? Biết không? Dạ lúc đầu thì không có biết, nhưng mà dần dần thì tự thấy tình cảm nó khác là biết liền. Nhưng mà lúc đó muốn hỏi em, lúc đó em làm sao? Để lúc đó em lồng lộn lên luôn á chứ sao. Đi theo vợ năn nỉ quá chừng luôn. Lồng lộn hả? Dạ. Cái từ lồng lộn nghe ghê lắm á nha. Tôi là trời ơi trời, khóc lóc trà lết quết sẩm. Thậm chí là hành hạ bản thân mình. Bây giờ ảnh làm sao em? Dạ thì lúc đó ảnh cũng năn nỉ em ỉ ô, nhưng mà lúc này á em có tình cảm với anh kia thật. Nên sốt em... luôn rồi, không còn say nắng nữa. Em thích lắm nên em nhất quyết chia tay anh này. Em chỉ muốn đến với anh kia thôi, là anh kia chăm sóc em kỹ quá mà. Rồi ổng làm gì? Uống rượu say rồi say, nhưng mà cũng nhắn tin cho em biết là đang say vậy. Vậy kiểu như mình cởi khổ vậy đó. Em nhất quyết em không chịu. Rồi bây giờ em làm cách nào để mà em giật lại vợ em? Để lúc đó đâu có giật được đâu, lúc đó là em thua rồi. Thua trong bao lâu? Thua, em thua trong vòng cả năm luôn đó. Rồi xong cuối cùng sao em lại giật lại được? Cái đó là tại vợ em tự nhiên muốn quay lại chứ đâu phải tại em đó. Tại vì em với ảnh quen lâu cho nên khi mà ảnh nhắn tin liên lạc á em vẫn có nhắn lại. Nhưng mà tới lúc mà bạn trai mới em cứ thấy em cứ nhắn tin qua lại với anh này hoài, người ta không thích, người ta đá em luôn. Rồi. Em bị đá xong em buồn lắm. Anh này mừng kiểu như là tranh thủ cơ hội. Lúc mà biết tin bạn này bị đá như vậy đó, rồi em làm sao? Em rủ đi chơi liền, tại thì biết đang buồn mà tranh thủ liền. Rồi em có khuyên răn gì không? Em có đồng cảm chia sẻ không? Dạ có chứ, cái đó là thủ đoạn. Thôi nói kể cái thủ đoạn đó nghe coi. Thì nghe vợ chia sẻ tâm sự là buồn vui gì đó lúc quen đó thì sao mà mình tức lắm mà mình cũng phải rối ráng buồn nghe. Mình mới chứng tỏ mình là người cao thượng. Dạ đúng. Mà nói chuyện ra là tức lắm. Rồi sau cái biến cố đó thì bao lâu tụi em mới cưới nhau? Chắc không phải tới 5 năm. Rồi bây giờ cưới nhau về tính tới thời điểm này là bao lâu rồi? Dạ 1 năm. Rồi cho em trước đó, cưới nhau về rồi một cô vợ tên Hiền mà có hiền hay không? Thường em thấy ai tên Hiền cũng dữ hết trơn. Vậy hả? Dạ. Còn cái tính gì nữa không? Liệt kê coi. Lại sớm sát, đi ngoài đường là sớm sát. Em chở đi ngoài đường là bắt đầu là thấy ai quen là bắt đầu giơ tay lên ê một cái chào, mà không biết rồi. Là có quen không, cứ ê cái trước tới lúc mà đi lên tới nơi là không phải quen. Rồi. Chị ba sớm sát. Rồi, tới Hiền đó Hiền. Chồng em là hậu đậu.
y chang Nobita vậy đó. Rồi vậy vậy mà biến thái thì sao? Đâu kể cái chi tiết gì vậy biến thái đó. Nhiều lúc em đang nấu ăn nấu uống người bực bội lắm, nóng nực, cứ hay đi qua vỗ mông rồi á, cứ hít hỏi ảnh cứ suốt ngày sao mà cứ đi hít nó em như cục xì ke. Trời ơi, đã không? Dạ, nhưng nói chung khi nào mà ảnh có lương á thì em vui, còn mấy ngày bình thường. Tuyệt vời. Ừ. Thật thà hết sức. Ờ, rồi sao vậy giờ em mong muốn chồng thay đổi cái gì? Dạ em chỉ mong ảnh là ảnh biết tự chăm sóc bản thân ảnh thôi, không cần chăm cho em, tại em chăm em kỹ rồi. Em mong muốn ảnh thay đổi như vậy á, lỡ sau này em có em bé á, thì em chỉ chăm mình con em thôi. Không thể nào chăm hai đứa được. Em chăm mệt lắm. Thế còn em mong muốn Hiền thay đổi điều gì? Em, vợ em thì em thấy là tốt lắm rồi. Em chỉ muốn là bớt nói đi chút xíu. Vợ ông phải tự chăm ông đi. Dạ, tại vì ảnh phải thay đổi ảnh em mới bớt nói được. Tại vì chuyện chăm thì thiệt ra thì em cũng tự chăm sóc em được thôi. Nhưng mà em muốn cái kiểu như cuộc sống vợ chồng nó thêm cái màu sắc vậy. Dạ, quý chưa? Thêm cái màu sắc vậy đó. Chị thấy nè, tụi em quá là dễ thương. Mười mấy năm quen nhau mà bây giờ á, có cuộc sống vậy á thấy cũng hiếm lắm á, chứ không phải là cặp nào cũng được như vậy. Yeah. Cái mà tụi em thiếu á là chỉ là một cái lời tỏ tình mùa xuân của chồng dành cho em thôi. Đúng không quý vị? Cái lúc mà mình nhỏ đó, lúc mà mình nhỏ mình chưa suy nghĩ được thì mình mày yêu tao đi hả, tao mày yêu nhau, ví dụ vậy. Nhưng bây giờ mình lớn rồi, mình trưởng thành rồi. Đó, em cho cả nước thấy là đó, em tỏ tình với vợ em bằng một cái gì hết sức là ngôn tình đi, lãng mạn đi, đừng có mày yêu tao đi nữa. Từ nãy giờ đổi đi, thiệt lòng nha. Ừ. Đó. nhìn nhau. Đừng nhìn người ta, ta mắc cỡ. Hai đứa nhìn nhau đi, đừng nhìn anh. Đó. Thì từ xưa giờ thì anh cũng không có làm gì được lãng mạn cho em. Trời, anh nên... em lần đầu tiên gì? Trời, anh em lần đầu tiên. Để cho ta nói, ta đang có trớn. Thì hôm nay thì nhân chương trình thì anh cũng muốn nói với em là anh yêu em nhiều lắm. Trời ơi. Rồi, cảm ơn em đã đến với cuộc sống này với anh. Rồi, ôm đồ, ôm hôn đồ. Mời quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón với cặp vợ chồng đầu tiên. Oh, quen. Bữa nay mới biết mặt chồng em đó. Dạ. À, quên nữa, cứ em chị đi nha con. Chị học trò cô Vân ơi, gọi bằng cô. Nó gọi bằng cô không à? Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Trần Đoàn Thanh Yến và nghệ danh của em làm nghề là Ruby Nhi. Em năm nay 28. Công việc hiện tại của em là MC tự do và giáo viên giảng dạy MC nhí tại một số trung tâm ở thành phố Hồ Chí Minh. Và em đến từ thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ, xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Xin chào quý vị khán giả. Em tên là Lê Tuấn Anh, em sinh năm 1993, đang là hướng dẫn viên du lịch tự do. À, cho anh Thuận biết coi như là hai đứa quen nhau trong trường hợp nào? Dạ, em là vào nghề trước ông xã, thì em tham gia ở câu lạc bộ MC đó là cũng lâu rồi, em là thành viên ban chủ nhiệm của câu lạc bộ MC đó. Hôm đó là chồng em là một cái thành viên mới, mình là ma cũ mà, với lại lúc đó mình cũng mới vừa đăng quang cái giải Á hậu của anh, cho nên là em hấp lắm, mặt em nghinh vậy nè. Cái lúc đó thì bạn có vẽ ba ngôi sao ở đây nè, bằng hình xăm, thì lúc em cứ nghĩ là con gái mà xăm mình mà trên mặt, trời nó ghê lắm, nhìn ngầu như vậy, nhìn giống như là trăng hồ vậy đó. Cái em ghét vậy thôi, mỗi vậy là ghét thôi. Rất bình báo luôn, rất bình báo. Và mắt bạn không bao giờ nhìn về phía em hết á. Giống như em nhìn bạn không nhìn em ra cái gì hết. Em nhỏ bé quá. Lý do gì mà em hết ghét nhỏ này? Ừ, đúng rồi. Khoảng 2-3 năm sau á, thì có một cái công việc ở trên cộng đồng á, thì cần MC tiếng Anh. Nhi mới đắc em vô, rồi em được làm, sau đó em mời Nhi đi cảm ơn. 2 năm sao mà em nhớ được bạn này trong khi em không hề nghĩa là quan tâm gì tới bạn này? Tại vì cái lĩnh vực mà chồng em làm á là về MC team building mà tiếng Anh á, thì cái lĩnh vực nó kén MC và nó ít người làm lắm anh chị. Ở Sài Gòn thì chừng trên dưới chưa tới 10 người làm. Cho nên là em mới nhớ tới bạn thì em tát bạn vô thôi. Mà em không biết là ổng ghét em đâu, biết ghét là dễ gì mà tát xô cho. Tại em mời Nhi đi uống cà phê á thì Nhi có nhận lời liền không? Dạ có liền ạ. Rồi hôm đó hai đứa nói những chuyện gì với nhau? Có một câu chuyện chết được ghê gớm luôn. Bạn nói là bạn đã có một con rồi. Lúc đó em chưa biết là câu chuyện đó là giả.
thì mình cũng đâu có yêu đương gì đâu. Tại sao Nhi lại nói như vậy? Ông xã em á là nằm trong những cái điều khoản mà em đặt ra là không phải là người chồng lý tưởng của mình, không được nhỏ tuổi hơn mình, không được nhậu nhẹt với hút thuốc, chỉ có ổng không hút thuốc thôi, chứ nhậu nhẹt là có chùm luôn. Rồi nhỏ hơn em 2 tuổi. Là coi như bởi vậy thôi, nói mình có con đặng để cho ổng không suy nghĩ gì được hết. Cua. Dạ. Sao lý do sao mà hai đứa lại cua nhau? Đó, ai cua ai trước nè. Không có ai cua ai hết anh chị. Cứ rủ rê nhau đi chơi riết rồi cái thích nhau rồi cái là người yêu của nhau. Giống như tụi em không có nói ra, tụi em ngầm hiểu nhau là như vậy. Lúc đó là đi chơi với nhau cũng nhiều. Mặc định luôn, tự hiểu luôn. Vậy dạ. Thì cái nắm tay đầu tiên là lúc nào? Ai nắm? Dạ, là em. Đó đó thì đúng là Tuấn Anh rồi. Nắm tay thì là một buổi ở ngoài bờ sông, trong một cái rạp chiếu phim là hôm đầu tiên ở trong đó. Nó có một cái biến cố. Tại vì em với Nhi không có hợp, nhận biết không có hợp nhau. Thì có một lần là em tiểu phẫu. Tiểu phẫu nho nhỏ thôi. Thì vô tình em bị lừa cái nơi đó và em đã chuẩn bị một số tiền. Nhưng mà tới đó thì nó phát sinh là gấp 5 lần số tiền đó. Vô tình là lúc nào em với Nhi đã chia tay rồi. Chứ không biết là linh cảm sao như họ gọi thăm em là đang ở đâu, về nhà chưa hay gì đó. Thì bảo là đang trong bệnh viện. Cái bạn mới cầm tiền vô trả cho em. Lúc đó em đã huy động bạn bè em tới rồi vẫn không đủ tiền luôn. Xong rồi bà tới bà nhà mà chăm sóc mấy ngày luôn. Bởi vì em không có đi đứng được hết. Không có làm gì được hết. Đau lắm đúng không? Dạ, đau lắm. Thì sau đó là một tháng nó mới lành. Thì cái ngày lành là em rủ đi chơi Vũng Tàu. Đi chơi Vũng Tàu thì ngày đó là phát súng đầu tiên xong là ôi như là mình khai thông. Đến bao lâu thì mới bắt đầu là đám cưới? Dạ sau đó là vô tình, cũng là may mắn luôn, là có bầu. Bác sĩ cứ cưới. Trước đó, dạ. Trước đó là hai gia đình có đồng ý không? Dạ thật sự gia đình nó là một cái biến cố lớn của hai vợ chồng em á. Tại vì bố mẹ của ông xã em á là cũng không thích em. Mẹ của em cũng không thích ông xã em. Như vậy có nghĩa là hai gia đình đều không chịu. Nhưng mà vì cái sự cố kia thì là lúc đó hai gia đình mới đồng ý hay sao? Dạ nó báo tin thì mẹ em vừa không đồng ý nhưng mà cũng phải đồng ý. Tại vì trước đó em có đi khám thì bác sĩ nói em khó có con. Khó con thì em nghĩ đồng nghĩa là vô sinh rồi. Thì lúc đó là một cái tín hiệu giống như là chờ cho mình một đứa thôi. Hoặc là vậy bác sĩ nói sai. Thì lúc đó như bạn Nhi nó có bầu, em bảo đừng có xạo. Tôi làm gì có con. Thì bác sĩ nói vậy lắm mà. Tôi làm gì có con được. Cuối cùng giờ nó đẻ ra cái mặt nó và em y hệt với nhau. Nếu như nó không giống là em đi thử ADN rồi. Nhưng mà giờ nó giống quá khỏi luôn. Khi mà Nhi biết là Nhi có bầu á, cái cảm xúc Nhi làm sao? Dạ cái cảm xúc của em thì lúc đó cũng vừa vui mà cũng vừa hơi lo lo nữa. Tại vì vui là mình biết mình có em bé rồi. Và mình cũng nghĩ là nếu mà ảnh với là gia đình ảnh không chịu thì mình cũng cứ sanh thôi. Tại vì em đi xô và đi dạy đều thì mình cũng có đủ điều kiện kinh tế để lo cho con. Cũng hơi sợ là nếu mà gia đình bên Tuấn Anh không chịu cưới á, thì tự nhiên ta nói con gái mà không có chồng mà lại có con thì nó mẹ lại không chịu cái đó. Tới hiện tại bây giờ là bố mẹ chồng em cũng vẫn không thích em và ngược lại mẹ em cũng vẫn không thích chồng em, nhưng mà giống như là dán ra đóng thuyền thì phải chịu thôi. Ồ vậy hả? Vậy anh hỏi nè, lý do vì sao hai vợ chồng tham gia chương trình Vợ Chồng Son? Thì bình thường em với vợ em là rất là khắc khẩu kinh khủng luôn. Nói được ba câu là câu tư là chắc chắn chửi nhau và không có nói nữa. Bởi vì chửi nhau cỡ nào đâu, bây giờ nói thử cho chị chửi nghe. Nhau chửi nhau là thôi bà im đi, tôi không nói chuyện bà đó. Nó là ông im luôn đi. Cỡ vậy luôn á. Mặc dù bên ngoài tụi em nói chuyện bên ngoài tụi em ok, nhưng mà trong gia đình em không giải quyết được. Cũng có thể là do em chưa làm tốt công việc của em, cái vai trò của em thì em không nói được bạn, và bạn cũng như vậy không nói được em. Thì hôm nay lên cũng là ví dụ có thể là hòa giải phần nào hay là hiểu nhau hơn phần nào thì đó là điều may mắn. Cho nên chính vì thế có những gì là hai bạn phải nói hết ra. Ở đây có thể là chị Vân và anh Thượng sẽ thay mặt chương trình có thể chia sẻ với các bạn một phần nào đó nha. Rồi bây giờ là hai đứa là làm đám cưới được bao lâu rồi? Tới giờ là được 1 năm 3 tháng. Anh biết là Ruby Nhi rất là giỏi, rất là năng động, làm rất là nhiều công việc. Đi dạy nè, rồi đi làm MC cho các chương trình, về nhà còn bán online nữa. Nhưng mà anh muốn biết là cái công việc của chồng em đang trong tình trạng là Covid như thế này thì công việc của chồng em như thế nào? Cái đó nó cũng là một vấn đề lớn luôn anh chị. Hai vợ chồng em cũng gây lộn với nhau nhiều về vấn đề kinh tế. Tại vì lúc mà cái nguyên một cái khoảng thời gian mà em có bầu em bé thì cái lúc đó là cái nghề nghiệp của ảnh nó đang phát triển lắm. Ảnh một tuần ảnh chỉ ở nhà được có 1 hoặc 2 ngày thôi. Ảnh đi show liên tục, đi Đà Nẵng, đi Hà Nội, đi Singapore, đi Thái Lan. Tại vì ảnh chỉ làm chuyên về tiếng Anh thôi chứ anh không làm về tiếng Việt. Lúc đó ảnh kinh tế anh cũng tốt nữa. Suốt cái giai đoạn mà em có thai á là ảnh cho em đi khám bệnh viện quốc tế, rồi lúc sanh cũng sanh bệnh viện quốc tế, rồi cho đi yoga bầu, rồi đi massage bầu, thậm chí cũng cho xài tiền thoải mái nữa. Cho nên mình cảm thấy mình quen với lại cái sự chiều chuộng như vậy rồi á. Rồi sau khi sanh em bé ra được chừng hơn 1 tháng thì bắt đầu dịch nó tới, là mọi cái hoạt động của ảnh bị ngưng trệ lại hết.
coi như là anh không kiếm được một đồng bạc nào luôn. Do đó khi mẹ mới sinh bé được một tháng đó là em đã phải chạy xô lại rồi. Cho nên là sức khỏe của mình lúc đó mình giống như mình cảm thấy tủi thân quá. Và cũng có một khoảng thời gian đó là em bị stress rất là nặng luôn. Thậm chí mẹ muốn luyện con mình đi luôn á. Gặp con của em rất là khó đó chị Vân. Nó không có dễ như con của người ta. Mẹ chồng em hồi trước á, là mẹ chồng em ở nhà thì có nhận giữ thêm bé này bé kia trong xóm. Thì mẹ chồng em cũng nói là trời, tại vì cháu nội tao ráng tao giữ cho tụi bay, chứ từ đó giờ tao giữ nhiều đứa rồi mẹ chưa thấy đứa nào mà khó như là con hai chồng bay. Tức là nó khóc đêm miết mà nó quậy, nó hơi năng động lắm anh chị. Cho nên là mẹ chồng em rất là cực trong cái vấn đề giữ nó. Mà không có em phải đi làm để kiếm kinh tế, tại vì lúc đó chồng em không có chạy xô được. Cho nên là cái khoảng thời gian đó hai vợ chồng cứ gây nhau miết à, nhiều khi muốn chia tay luôn á. Nhưng mà tội con là nó còn nhỏ quá cái nhất. Cái thứ hai là mình nhớ lại cái khoảnh khắc mà hai vợ chồng vượt cạn cùng với nhau á, mình mới có thể được bình tĩnh mà mình bỏ qua để mình đi tiếp tục với nhau. Còn Tuấn Anh thì sao cưng? Tại vì cái công việc của em trước đó em đã quen với cái, chứ em chỉ có nói được thôi chứ em không làm được cái gì hết á. Thì giống như cái thu nhập mình quen với điều đó và cái cách kiếm tiền nó quen điều đó rồi. Bây giờ tại bữa mẹ Nhi có nói em là đi làm bảo vệ đi hay là coi xe đi thì em không thể nào chấp nhận ngay được. Mức lương và cái công việc đó thì em bảo là em sẽ đợi dịch hết. Và ví dụ như cả năm làm bảo vệ thì bằng khi dịch hết em làm lại nhất là nhanh. Và 8 tháng nay em không có làm ra tiền. Nhưng mà em cũng không có xài như ngày xưa. Mà ngày xưa làm được nhiều tiền thì xài tới kiểu nhiều tiền. Còn bây giờ là không có xài như vậy. Thì hai vợ chồng cũng vẫn đang san sẻ nhau thôi. Chứ không phải là Nhi phải nuôi em hay là nuôi cả gia đình em thì không phải. Nhi chỉ nuôi con thôi. Và một nửa của con thôi. Ví dụ con 5 thì em với Nhi mỗi đứa 2,5 thôi. Thì Nhi không hiểu. Nhi cứ nghĩ em là lười biếng ở nhà rồi không có phấn đấu gì hết. 9 tháng thì mình nghĩ là nó dài, nhưng mà thực ra nó cũng chưa đủ dài cho một cái định hướng về nghề nghiệp. Là cái công việc của chồng của Nhi á, so với khả năng của ảnh thì nó vô cùng thuận lợi. Bây giờ á, để mà chồng Nhi á phải định hướng cho mình một cái nghề nghiệp khác, nó không phải là đơn giản. Chị nói ví dụ đi bảo vệ đi, làm bảo vệ, cái nghề bảo vệ hoàn toàn không phải là một cái nghề mà gọi là thấp hay là cái gì cả, nhưng mà nó phải có nghiệp vụ. Nghiệp vụ về võ thuật, về tất tần tật mọi thứ. Bây giờ lỡ mình chỉ cần giữ xe, mất cái xe tiền đâu đền. Đúng rồi. Thì ít nhất phải có một cái gì phù hợp với ảnh. Còn về phía Nhi, nếu như nó không rơi vào cái lúc mà Nhi mới sanh á, thì mọi thứ chắc nó không có đi đến cái vấn đề stress mà để hai vợ chồng gây lộn đâu. Tuấn Anh biết không, cái người phụ nữ á, khi mà người ta sanh á, mới sanh xong á, là cái nội tiết tố nó thay đổi, con người cái tính cách nó thay đổi dữ lắm. Rất dễ cọc, rất dễ tủi thân, rất dễ trầm cảm, rất dễ bị những cái mà gọi là tiêu cực. Em phải cho bạn này một năm trời để bạn ổn định về tất cả mọi thứ, từ bên trong lẫn bên ngoài. Tụi em phải đặt mình vào nhau để tụi em giải quyết vấn đề. Đúng rồi. Nha. Ví dụ như là mình phải nghĩ như thế này. Chồng mình không phải là người không cầu tiến. Chồng mình không phải là một người không có học thức. Chồng mình là một người đã từng kiếm tiền rất giỏi. Nếu đúng, đặt đúng ảnh, đúng nơi, đúng chỗ của ảnh. Và trong một cái giai đoạn nào đó, ảnh đang bị có những vấn đề về nghề nghiệp, về cái việc mà ảnh không thể làm như trước được. Mình phải thông cảm, mình phải chia sẻ, đó là mình yêu chồng mình. Còn ngoài ra, Tuấn Anh phải hiểu là thời điểm này á, là Nhi, phải nói là cơ thể Nhi cũng như là cái đầu óc, cũng như là cái nó kỳ lắm, nó có thể bất thường. Mà thậm chí nếu mà không hiểu được, không chia sẻ được là sẽ đi đến trầm cảm. Đúng rồi. Thực, cái đó là thực trầm cảm sau sinh đó Tuấn Anh. Thành ra là hai vợ chồng phải tìm được một cái điểm chung. Cái này là chị nói nghiêm túc nha. Đừng nghĩ là cứ gây lộn về là đi đến chuyện chia tay. Đừng. Tụi em phải vượt qua một năm trời. Còn sau này cái thành quả tụi em thì cha mẹ hai bên sẽ chấp nhận và sẽ thấy là tụi nó chọn đúng, tụi nó yêu nhau là đúng, tụi nó đến với nhau là đúng đó nha. Anh được biết là em cũng mở lớp dạy đúng không? Dạ. Tại sao không đào tạo MC nó tiếng Anh? Trời chứ đó. Yeah, phải biết tận dụng nhau được chưa? Bây giờ dạ. Ok chưa? Ừ. Thấy hiệu quả cái lên chương trình vào sao chưa? Được không? Rồi bây giờ, qua cầu được ước thấy. Giờ mời tiếng Anh nói trước. Tật xấu của vợ em là gì nè? Dạ vợ em thì nhiều tật xấu lắm. Nhiều lắm luôn á. Chắc có thể là được nương chiều từ nhỏ cho nên là không biết làm mẹ và làm vợ luôn á. Rồi bạn ấy anh nói với là bộp chộp anh nói với là có sao nói vậy đó, nói không vậy? Suy nghĩ không đó, có suy nghĩ không? Dạ nhưng mà học trò tôi biết. Dạ. Nó đúng là làm cho rất nhiều người phải nói là bạn là tào lao. Hàm nhưng nói. Có thể là bạn ở bên ngoài bạn rất là tốt. Cái này thì em phải đồng ý là
Bạn tốt thì bạn mới tồn tại được trong cái nghề của bạn tới ngày hôm nay. Và bạn mối quan hệ của bạn rộng lớn như vậy, nhưng mà về nhà không biết sao là nó ngược lại với bên ngoài vậy đó. Ta là khôn nhà dạy chợ, ta ở nhà khôn chợ dạy nhà. Rồi không có biết nịnh chồng, trừ một lúc là em đưa tiền thôi là bạn nịnh được. Thiếu tiền cái là không có nịnh mà còn chửi nó. Căng thẳng lắm luôn á, căng thẳng lắm luôn á. Hai người không hợp khẩu với nhau, em nói là lấy miếng nước coi này, lấy miếng nước đây. Tắt điện đi, để đi ngoài. Tâm địa không có xấu gì cả, nhưng mà cái lời nói của bạn nói ra làm người ta nghĩ bạn là hơi bị khô cứng, thô kệch một chút. Rồi về cái việc gọi là chăm con, lo lắng cho con thì như thế nào? À cái này còn tệ nữa. Bạn bế thằng nhóc đi ở trong cái bô. À bế sao thằng nhóc tí cắm đồ vô trong cái bô. Kem phải bạn. Bế kem bế nó lên ngay. Dạ. Hay là... có nhiêu thôi. Dạ cái đấy là tất cả rồi đó. Thì em mong muốn Nhi sẽ thay đổi những cái gì? Thay hết. Tôi phải bật mí cho khán giả đây là nhỏ học trò tôi. Phải nên học ăn, học nói. Dạ. Học gói, học mở. Tuấn Anh nó không mong, chị cũng mong. Anh là rất mong em là cái việc là phải mẹ là phải biết chăm con nha. Cái chuyện mà không biết con là không chấp nhận nữa. Ru nó ngủ cũng không biết luôn. Không có bà nội là phó thác cho làm gì làm, nó ngủ nào nó ngủ, nhưng mà thường là nó rất là khó ngủ, nó quậy. Tức là hiện giờ hai đứa đang ở chung với bà nội? Đang ở dưới nhà bà nội là nhà em. Còn Nhi đang ở trên đây vì Nhi đi làm, và một tuần Nhi về khoảng 3 lần để phụ bà nội chăm con ngủ. Em là ở đâu? Em ở Biên Hòa. Rồi tới em đó Nhi. Chồng em cũng tật xấu nhiều lắm, cũng hơn em luôn á. Chồng em cái tật lớn nhất là biếng, cũng ở dơ kinh khủng luôn, không có chịu làm chuyện nhà, không chịu làm gì hết trơn á. Thí dụ cho một cái trường hợp ở dơ của anh đi. Quần áo gì đi về là để xốc xếch đó, thậm chí quần trong quần ngoài còn dính với nhau luôn, ngay cả vớ cũng vậy, về cũng dục tùm lum, em không biết cái nào sạch nào dơ. Cũng cái tiếp theo nữa là ổng lơ đễnh đủ thứ hết trơn á, ví dụ như ổng mở điện trong nhà tắm cả ngày luôn á. Rồi thêm tật nhậu dữ lắm. Có một lần nhậu xong về ói tùm lum, em bé thấy nó sợ, nó khóc quá trời luôn. Trời dạ. Ông mới có mấy tháng mà ông em bé được. Mà ông cũng biết ba ông nhậu về ông cảm nhận mùi mà ông thấy được luôn. Dạ, tại vì chồng em nhậu xong vô toilet ói á, lúc nó giật mình á, cái em bồng nó vô, nó nói kìa con cha mày nhậu về ói rồi, cái nó thấy khóc quá trời. Lúc đó là hai đứa vẫn ở chung chứ chưa có kiểu mà tách ra như bây giờ. Như là xen kẽ vậy đó, 3 tháng đầu ở dưới Đồng Nai với mẹ chồng, xong rồi 2 tháng sau thì lên lại nhà em để mẹ em chăm phụ, xong rồi giờ lại xuống lại dưới Đồng Nai, cứ xen kẽ vậy á. Để bà nội bà ngoại chăm. Nhỏ cũng vui bộ. Bây giờ hai đứa này là sung sướng quá, bà nội bà ngoại là chăm sóc cho con vậy là quá quá sung sướng luôn á. Bây giờ chỉ còn hai em thôi đó. Ổng trong nhà là tất cả mọi việc ổng có tháo vát không? Dạ không, chồng em biết làm gì đó. Giống như là những cái điện mà sơ sơ trong nhà hay nước rồi chồng em không biết làm. Cái mẹ em nói là hai vợ chồng mày là nồi nào úp dung đó đó. Mày về nhà chồng mày cũng không biết nấu ăn. Con chồng về đây cũng không biết làm gì luôn. Đây là hai vợ chồng đậu. Tại vì bây giờ hiện đại nó nhà đâu phải xây như ngày xưa mà điện hở hay gì mọi thứ nó bên ngoài mình dễ làm đâu. Bây giờ hầu như là nó âm tường và điện nước tất nó là đóng. Ừ. Không phải là muốn làm mà làm. Bây giờ mong muốn thay đổi gì nè? Cái mong muốn lớn nhất của em là mong chồng em bớt nhậu lại, để ý quan tâm vợ nhiều hơn. Chồng em không có lãng mạn, với lại ít quan tâm em lắm. Thậm chí như hồi nãy nói là quen nhau là cũng ngầm hiểu, xong rồi lúc mà kết hôn á là cũng cưới nhau vậy thôi, chứ cũng chẳng có cầu hôn hay là gì hết trơn á. Ít có nhắn hỏi hay quan tâm vợ lắm, như là em đi làm hay đi show gì chồng em cũng chả hỏi hay gì á. Giống như là mình cảm thấy mình hơi cô đơn, mình muốn làm gì mình làm á. Thậm chí ngày sinh nhật vợ còn không nhớ nữa, còn sinh nhật ảnh là lúc nào cũng nhớ. Vấn đề ở đây là hai cái ca này căng à, chứ căng không á. Có chứ không có dễ đâu nghe, căng à nha. Nay là mẹ Di là nhiêu tuổi ta? Dạ 51. Còn mẹ của Tuấn Anh? Mẹ còn cũng 50. Muốn tâm sự với hai bà mẹ một chút xíu. Hai bà mẹ là thua tuổi của Vân. Rõ ràng ở đây thì là vấn đề cái gia đình nhỏ này là cần sự hỗ trợ của cả bên nội và bên ngoại, đặc biệt là hai bà mẹ. Cái chuyện mà các bạn có bầu cũng là ngoài ý muốn của các bạn, đi đến hôn nhân cũng là vì cái bầu để mà các bạn phải đi đến cái việc lập gia đình. Chứ còn bản thân các bạn là chưa có đủ hành trang, các bạn chưa nghĩ tới là mình sẽ lập gia đình, thì thành ra bây giờ hai bà mẹ của chúng ta là phải là những người mà hỗ trợ để cho cái gia đình nhỏ này nó hạnh phúc và nó đi tìm được một cái tiếng nói chung. Đầu tiên là yếu tố văn hóa vùng miền. Đây là cô công dâu đặt Nam Bộ, thì cái người Nam Bộ là có làm sao nói vậy, có nhiêu xài nhiêu, thậm chí là có 9 đồng á thì xài 10 đồng, ví dụ vậy. Đó là cái bản tính là hướng ngoại của người miền Nam, người Nam Bộ từ đó giờ vậy rồi. Còn người miền Bắc thì lại khác, người miền Bắc là sống hướng nội, thì là
phải đón ý, phải ý tứ, phải trước sau, phải nó làm đâu đó, có nghĩa là làm thì ăn trong nồi, ngồi trong hướng. Từ đó giờ là các bà mẹ miền Bắc là phải đòi hỏi dâu con của mình như vậy. Thì bây giờ theo Vân nghĩ là như vậy nè, đừng có nghĩ là các bạn lấy nhau rồi là coi như các bạn phải tự. Riêng trường hợp này thì Vân nghĩ là các bà mẹ vẫn phải tiếp tục dạy con mình học ăn, học nói, học gói, học mở. Bây giờ khi nào mà gia đình này về ở với bên nội thì bên nội sẽ làm điều đó cho cả hai vợ chồng. Gia đình này về bên ngoại thì bên ngoại sẽ phải làm điều đó cho cả hai vợ chồng. Để chi? Để chúng ta giữ cái căn nhà nhỏ này, cái gia đình nhỏ này bền vững. Đừng có để đi đến cái sự việc đáng tiếc xảy ra. Bởi vì chung quy lại thì cái em bé 9 tháng tuổi đó là báu vật của cả gia đình nhỏ và cả gia đình lớn. Trong một cái buổi ngắn gọn như thế này thì Vân chỉ có thể đưa ra được những cái lời mà nó cần thiết cấp kỳ nhất thôi. Còn cái vấn đề thực hiện cái điều đó như thế nào lại là phải nhờ đến bà nội và bà ngoại. Thì chị mong rằng là tụi em phải hiểu những cái mong muốn của nhau. Nhi nhớ nè, làm gì thì làm, Nhi cũng phải là một người mẹ, một người vợ, phải học. Còn Tuấn Anh luôn luôn phải làm một cái chỗ dựa, một cái bờ vai vững chắc cho vợ, cho con của mình. Thì làm sao để làm được bờ vai vững chắc thì Tuấn Anh phải tự nghiên cứu cái điều đó nha. Thì tôi sẽ hứa là kiếm việc đi làm và ở nhà thì bớt thời giờ hơn. Ok, cái đó là tôi sẽ làm. Vợ cũng sẽ cố gắng sửa từ từ, chứ nếu mà một sớm một chiều thì khó để có thể tốt hơn, để hai vợ chồng đỡ gây lộn với nhau. Nhân chương trình Vợ Chồng Son này thì con cũng muốn gửi lời tới bố mẹ chồng, cũng do cái đặc thù công việc của con là phải đi nhiều, do đó con không có thời gian để chăm sóc bé nhiều, nên là bố mẹ phải cực với con của con. Thì con cũng mong là bố mẹ, ông bà nội cố gắng chăm cho bé để con với chồng con yên tâm đi làm để kiếm tiền lo cho gia đình. Dạ, và con cũng sẽ cố gắng học hỏi thêm cách làm mẹ và làm vợ để chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Okay. Câu đó là hay nhất đó. Đó là những cái cảm xúc rất là thật. Rất cảm ơn hai em nha, đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Và hy vọng là sau chương trình này về, hai vợ chồng thay đổi tích cực và sẽ hoàn thiện hơn. Hạnh phúc phải bền chặt. Nhẹ nhàng say đắm với chồng. Cái gì cũng được. Lúc mọi nơi là mình được, không mình không mất gì hết. Đúng vậy. Nhớ nha, nhớ cái kim chỉ nam đó giùm cho tôi nghe chưa. Rồi, xin cảm ơn Tuấn Anh và Nhi. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào anh Thuận, con chào cô Hồng Vân. Thực ra chú Thuận cũng già lớn rồi, cho nên là con cứ việc là cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận nha. Trời ơi, đừng có thèm gọi bằng anh. Dạ, không biết nói. Nếu mà cô đã nói vậy rồi thì con cũng xin thẳng thắn, con chào cô Hồng Vân. Con chào chú Quốc Thuận. Yeah. Con tên là Nguyễn Bình Nguyên, năm nay con 25 tuổi. Công việc của con hiện tại là trợ lý đạo diễn. Bình Nguyên là trợ lý đạo diễn. Dạ. Có làm mấy công việc diễn viên không? Dạ có ạ. Rồi, mày con. Dạ, con chào cô Hồng Vân với lại chú Quốc Thuận. Con tên là Trân Châu, năm nay con 24 tuổi. Công việc hiện tại của con là đang làm nội trợ thôi ạ. 24, dạ. Rồi đứa 25. Trời ơi, tôi nó trẻ quá chị ơi. Nó trẻ lắm. Trẻ măng luôn nha. Trước khi mà con làm nội trợ đó, là con làm công việc gì? Dạ, con đi lập đóng phim, là extra thôi. Con diễn viên tự do đúng không? Extra thường là những cái mối tình của những bé extra với lại anh phó đạo diễn, trợ lý đạo diễn rất là hay xảy ra, thường xuyên á. Chắc có lẽ là hai đứa quen nhau là trong một dịp nào đó mà hai đứa cộng tác với nhau trong một bộ phim đúng không? Dạ không. Dạ không. Dạ không. Dạ không. Chết rồi, tổ chát rồi, không nghe trúng được cái gì hết trơn. Rồi nói đi, hai đứa quen nhau trong trường hợp nào? Cũng vào một cái đêm mà tại sao đang ế xô á, thì con nằm ở nhà con lướt điện thoại, tự nhiên vô tình thấy bà này gửi bạn qua với con. Thấy là quen quá, chắc là đó giờ cũng có làm phim của mình làm rồi. Thì con mới đồng ý rồi, hai đứa nói chuyện xong rồi qua ngày sau là quen luôn.
Vậy đó hả? Chà, sao chớp nhoáng vậy? Nhưng mà lúc ấy con nhắn tin cho bạn này làm quen là con có biết bạn này không? Dạ chưa, con chỉ có gửi lời mời kết bạn thôi à, chứ trên con Facebook nhắn tin. Đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Qua ngày hôm sau thì bạn đang đi quay thì con lên con chờ bạn quay xong rồi khi bạn quay xong thì hai đứa coi phim tại đó luôn. Quay xong rồi coi phim tại đó luôn là sao? Dạ là bạn đó đang quay tại rạp, bạn đang quay tại rạp chiếu phim. Đó, dạ. Cảnh là ngay chỗ rạp chiếu phim. Ừ. Là hai đứa coi phim luôn. Dạ. Vô trong phim có coi phim không? Dạ có coi phim. Thì tình cảm nó phát triển như thế nào nè? Đi xem phim xong rồi bạn kêu chở về nhà nhưng mà chở bạn thẳng vô khách sạn luôn. Chở bạn thẳng vô khách sạn luôn. Sao nhanh dữ vậy? Còn ăn ốc ngoài đường hay chi? À, còn ăn ốc. Con thiếu gì ăn ốc? Thiếu gì ăn ốc? Ăn ốc xong nó không có đổ vỏ. Nó vô khách sạn nó mới đổ vỏ. Không đổ vỏ luôn. Hồi Nguyên. Dạ. Sư phụ. Chỉ mới qua một ngày thôi đúng không? Dạ. Nhưng mà vô trong thì cũng bạn nay nó ngủ rồi. Bạn nay nó ngủ rồi. Ủa sao kỳ vậy? Dạ. Vô tới đó là đóng cửa là chị anh em thôi chứ không có gì hết. Chị nói em ạ. Tại vì ngày đầu con thấy khuya rồi, đi về trễ thì cũng không nên á. Nên là con chở vô trong đó luôn đi. Đi khách sạn là bởi vì sợ về trễ nguy hiểm đúng không? Dạ đúng rồi. Con có thể tả cái cảm giác của con cái lúc đó. Tại sao con đưa bạn vô, con muốn quý bạn này mà coi như mạnh ai nấy ngủ không? Tại vì mình nghĩ là nó không có nên vội vàng quá. À tức là đó là con tự kiềm chế đúng không? Dạ cái này vừa tự kiềm chế và suy nghĩ cho đối phương luôn. Thế còn Trân Châu, đây là lần đầu tiên gặp nhau và cũng là mới biết hôm qua. Tại sao lại đồng ý cho anh đưa vô khách sạn? Con không sợ à? Dạ con cũng hơi sợ. Sợ mà nhưng sao mà trong đi? Cái lúc mà ăn ốc với nhau có nói chuyện qua lại rồi cũng có nhắn tin trên mạng nó thì con cũng thấy cũng hơi tin tưởng chút xíu. Nếu như đêm đó nó xảy ra chuyện gì thì sao? Chịu luôn chứ sao. Đúng rồi. Tại vì con đã quý bạn rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Sau cái đêm đó bao lâu thì các con mới chính thức gọi là yêu nhau? Sau hôm đó thì tụi con vẫn dành thời gian cho nhau. Đi làm thì ngoại giờ thời gian đi làm thì con đều qua con chở bà đi chơi, đi coi phim này nọ, cũng đi ăn uống này nọ rồi về. Được gần một năm thì tụi con về sống thử. Bao nhiêu lâu thì gia đình hai bên biết? Gần một năm là con xin mẹ của bạn này cho về để ở tìm chung hiểu. Dạ. Tìm hiểu và sống thử. Không có về nhà con luôn. Tại vì thật sự ra đó là con cũng xin phép kể cho cô với chú nghe. Từ nhỏ là con không có gia đình rồi. Lúc mà con sinh ra 3 tháng là con bị bỏ trước cửa nhà bà nội con. Vậy hả? Có nghĩa là bỏ con trước cửa nhà bà nội? Dạ, thì vô tình bà nội con đi chợ về thấy con nằm đó kiến lửa bu hoài, bu hết cả người. Nếu mà bà nội không cứu thì chắc là giờ này không có con ngồi đây. Đó là bà nội ruột con hả? Dạ đúng rồi. Vậy lúc ấy ba con đâu? À, lúc đó là ba với mẹ con là kiểu như bị vỡ kế hoạch. Ba mẹ lúc đó chưa lấy nhau đúng không? Dạ lấy rồi đã có chị của con rồi và kiểu như là không muốn có nữa. Nhưng mà con là bị vỡ kế hoạch. Nên là mẹ con đem con bỏ vô nhà bà nội luôn. Ủa sao kỳ vậy ta? Bởi vậy nên là con nói là nhỏ giờ con không có gia đình là vậy. Có nghĩa là con hoàn toàn sống với bà nội thôi? Dạ. Tới hiện tại thì 1-2 tháng nay thì ba con mới về trong nội ở thì hai vợ chồng cũng xích mích đó. Nên con cũng mới nói chuyện lại với ba con thời gian này thôi. Lúc đó là nội con nhiêu tuổi rồi? Lúc đó nội con 63 tuổi. 63 tuổi là nuôi con tới 25 tuổi. Bây giờ bà nội thì... Bà nội mất. Nội mất lâu chưa? Bà nội con mất được 2 năm. Ồ, vậy nội giống như người mẹ của con rồi đúng không? Bà nội con hồi xưa kêu là thích coi hài, coi chương trình lắm. Thì con mới kêu là nội đáng đợi con đi, mốt con lớn con làm cho nội coi. Mà chưa kịp. Rồi còn dạ. Mẹ con thì sao? Trong suốt 25 năm con có gặp mẹ con là... Dạ không. Là do con chủ động không muốn gặp? Thật sự là con cũng chủ động một phần và mẹ con cũng chủ động một phần. Kiểu như cả bên không ai muốn gặp ai hết. Con không hiểu được lý do tại sao lại như vậy luôn á. Thế còn con thì sao con? Có biết hoàn cảnh của Nguyên không? Dạ lúc đầu mới quen thì Nguyên có nói. Thì nhờ như vậy thì con mới cảm thấy là thấy thương á. Đúng là đồng cảm. Thật sự đồng cảm là đồng cảm sao? Giống như cô nghe là cô đứt ruột luôn á. Cô nói thiệt con nghĩ là con không nghĩ là có người mẹ nào mà có thể mà làm như vậy được. Thật sự anh rất là xúc động. Không nghĩ được cái hoàn cảnh của Nguyên nó như vậy. Nhưng mà cho tới thời điểm này em đã làm được cái công việc. Giống như em nói là bà nội rất là thích xem phim, thích xem hài. Phải nói là em cũng may mắn là vẫn còn có bà. Chứ nếu như bà mà không về kịp, hoặc bà cái ngày hôm đó vì một lý do đó bà không gặp thì chắc là em sẽ không có ngồi đây. Đúng không? Dạ đúng. Anh rất là xúc động khi em nghe câu
Nếu mà về không kịp thì bị kiến bu. Chúng ta tiếp tục câu chuyện nha. Bao lâu thì các con mới chính thức gọi là yêu nhau? Tụi con về sống thử thời gian thì con cũng kêu vợ con là thôi bây giờ tôi làm phó rồi, bây giờ bà làm trợ lý cho tôi đi. Đi đâu là lôi bà theo, như đi Đồng Tháp, quay xa, quay tỉnh là lôi bà theo hết. Không cho bà ở nhà mình. Thì thật sự là ở nhà có mình con làm à. Từ nấu ăn, rửa chén, quét nhà, quét cửa là mình con làm hết. Giờ bỏ bà ở nhà rồi, giờ bà không nấu cơm, bà đói rồi sao? Rồi là suốt cái quá trình mà đi làm phim như vậy là cái tình cảm nó càng gắn kết với nhau hơn nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Tại vì mình thấy mình đi làm cái nghề phim mà sương gió nắng nôi cái kiểu, mà bà cũng đu theo mình, bà không bỏ, bà không nàng, quý cái đó lắm. Mà thật ra cái công việc phó đạo diễn với trợ lý nó rất là thật nhiều ra vậy. Cái đồng lương nó rất là bấp bênh. Dạ đúng rồi, thấp. Cực thì các lắm con... luôn á. Dạ cực nữa. Thế thì khi mà con nói con về nhà ảnh sống thử á thì ba mẹ có phản ứng không? Dạ có chứ. Mẹ con thì lúc đầu không chịu, không cho. Ừ. Xong rồi chửi con quá trời. Xong rồi mới nhờ Nguyên nói chuyện với mẹ con, rồi mẹ con mới đồng ý. Chỉ là nói chuyện qua điện thoại thôi. Nhưng mà hiện tại là con đang ở nhà, là nhà của bà nội hay là... À, lúc đó là con trên đây con làm, con tự lập thì con sống ở chung cư. Tại vì lúc mà bà nội con mất là con không có về... Ủa bà nội con ở đâu? Dạ cũng là Củ Chi. Nhưng mà bà này là bên đây cầu, con bên đây cầu. Rồi bây giờ nhà của bà nội thì ở dưới là ai ở? À, ba con ở, ba con coi chỗ đó. Còn giờ hai đứa ở nhà trên này là nhà thuê? Dạ con ở thuê. Rồi sao sống thử bao lâu thì cưới? Dạ sống gần một năm á thì đang đi làm thì bữa đó là bả mệt, bả ở nhà. Thì đang đi làm vậy, cũng đang làm vậy, bả kêu anh ơi bác sĩ bảo cưới. Là con nhớ lúc đó là đầu giai đoạn mà bùng dịch. Là tháng 3. Là tất cả rớp rẽn là chụp hình cưới rồi mời khách là trong vòng đúng 3 ngày. Là hả? Con vừa làm xong cái phim đó là tối hôm nay con làm xong là về nghỉ ngơi tới trưa là chiều con phát bộ đồ vest lên con làm chú rể luôn. Vậy hả? Là phải làm rớp rẽn đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà cũng may là vừa làm xong là dịch bùng dịch đúng không con? Dạ. Chứ không là neo á. Neo là mệt luôn đó, đúng không? Đúng. Rồi bây giờ em bé được bao nhiêu tháng rồi? Dạ được 4 tháng rồi. 4 tháng? Dạ. Wow, chúc mừng hai đứa. Dạ. Đó. Là hai đứa ở chung cư chỗ nào vậy? Con ở chung cư Lê Thành. Lê Thành? Lê Thành. Lê Thành. Ở đâu ta? Ở bên Bình Tân á. Trời ơi, mà như vậy thì tụi con ngay cái lúc có bầu mà lại bùng dịch như vậy thì đâu có đi đâu làm ăn gì được đúng không? Trong cái khoảng thời gian đó là thật sự là con có, trước khi bả báo tin cưới á, có bầu á, là con có bỏ một cái số vốn cũng ít à, cũng mấy chục thôi. Con cũng tính làm cái phim nhỏ nhỏ để mình để đời kỷ niệm, mình lưu lại. Thì vừa các kiểu cái hoạch tiền kỳ xong hết là bùng dịch, là tan rã, là đổ nợ từ đó luôn. Là có nhiều mất cái số tiền đó luôn. Dạ, chưa kịp làm gì hết. Đúng rồi chị, cái đợt đó em biết nè, rất là nhiều cái dự án đều bị fail hết luôn, và tới bây giờ cũng không là mất trắng luôn, không thể nào làm đúng được. Rồi rồi tụi con trải qua cái thời điểm khó khăn đó bằng cách nào? Thì đợt đó là cách ly, không giãn cách xã hội, không có cho ra ngoài đường á. Đó là đợt 1 hay đợt 2? Cái đó là đợt 2. Là mới đây nè. Đợt 2 là căng hơn á. Đợt 2 căng lắm. Dạ, đúng rồi. Không làm ăn được gì cả. Vừa nhả ra cái là tính làm, cái là bùng lại nữa là nó giãn cách xã hội thêm. Mà lúc đó là con đang có bầu. Dạ đúng rồi. Đúng không? Đang có bầu. Lúc đó là rất là đang khó khăn luôn. Không làm một cái gì cả. Thì đó, lúc đó tụi con cố gắng trải qua bằng cách nào? Lúc đó là con cũng ráng xoay sở là con nhập nông sản về con bán tại chung cư. Tại vì hiện tại chung cư con ở cũng đông lắm, cũng mười mấy ngàn người. Thì mình kiếm được đồng ra đồng vô. Rồi con nhận chạy ship nữa, shipper. Tại vì đợt con có giấy để chạy á, được đi ra ngoài đường. Rồi. Chạy shipper. Đấy, tại vì nghĩ cũng là bây giờ cũng đi ra đường á thì cũng dịch, mình cũng sợ là sợ đem dịch về nhà. Vợ đang có bầu mà. Nhưng mà mình không làm thì mốt mình vợ mình đẻ thì tiền đâu cho vợ đẻ. Lúc đó con phải giữ gìn dữ lắm đúng không? Dạ. Về chứ phải cách ly với vợ chứ, cô cũng thấy nguy hiểm. Cái đợt hiểm thứ nhì mà vợ nằm trong phòng, con nằm ở ngoài sofa. Cái đợt đó là chưa có chích ngừa. Đúng rồi, cái đợt đó rất là nguy hiểm luôn. Còn cái đợt đó chết ghê lắm luôn á. Bây giờ thì cuộc sống nó đỡ hơn rồi đúng không? Công việc của con bây giờ ổn định chưa? Dạ chưa, con cũng đang có một quyết định không nói trong tương lai của con.
Nhưng mà con vẫn tiếp tục với cái vai trò là trợ lý với phó đạo diễn đúng không? Dạ đúng rồi. Chú hỏi là có vấn đề đó. Để có dịp nào đó, hy vọng chú và con sẽ gặp nhau trong một cái dự án. Dạ, yeah. Cảm ơn chú. Ừ. Rồi, ok. Rồi bây giờ thì là bé là... Ủa, bé trai bé gái? Dạ, bé trai ạ. Bé trai đúng không? Rồi bây giờ, nói chung cuộc sống bấp bênh như vậy rồi, sắp tới cái định hướng của cái con có định làm thêm cái gì nữa không? À, sắp tới là con sẽ định hướng nếu mà qua Tết này á, con thấy nhà cửa con ở dưới quê á, cũng không ai trông ngóng mà ba giờ cũng lớn tuổi rồi. Thì con muốn là hai vợ chồng ở dưới với lại có cháu nữa cho ba vui. Thì con mong muốn là con mở một cái quán ăn gia đình nhỏ nhỏ để mình có thể làm chủ được thời gian với lại cái... Ở dưới Củ Chi phải không? Dạ đúng rồi. Cái khu đó có thuận tiện cho cái việc làm mở quán ăn không? Nhà con nằm giữa dãy khu công nghiệp. Ôi, ok đó. Thôi vậy được rồi. Ok, nói vậy thôi là thấy ok. Rồi làm mai mốt là mở ra, xong rồi để vợ trông coi. Khi nào con có việc á thì con đi làm, vợ trông coi nhà. Bây giờ qua Tết rồi, thậm chí coi như chuẩn bị tất cả mọi thứ là đứa bé nó cũng ra 1 tuổi rồi. Dạ. 1 tuổi mấy, vợ ở nhà có thể chăm lo mọi, buôn bán tất cả mọi thứ, có ông nội phụ, con có thể đi làm được. Dạ. Hy vọng là những cái mong muốn của con nó sẽ đạt thành. Rồi. Rồi bây giờ đến cái phần kia đi. Ừ, bắt buộc phải đến phần kia đúng chị không? Chị tôi buồn rồi đó, chị tôi lâu lắm rồi mới thấy chị tôi khóc. Khóc mà khóc nói không được luôn á. Yeah. Rồi, thôi bây giờ đến tới cái phần cho nó thay đổi không khí đi. Dạ. Đúng không? Dạ. Đó, bây giờ sống thử với nhau 1 năm. Rồi giờ lấy nhau cũng đã 1 năm. 1 năm, 2 năm? Gần 1 năm. Gần 1 năm. Dạ. Đó, bây giờ tật xấu vẫn có nhiều. Chân trâu. Dạ, tật xấu thì cũng nhiều lắm. Cũng nhiều lắm đúng không? Dạ. Con coi chương trình này chưa? Dạ, con coi rồi. Con biết cái phần này là phần con chờ đợi đúng không? Dạ. Không phải một mình con mà các bà vợ hầu như là bao giờ tới phần này cũng đều là cái phần hấp dẫn của các cô vợ. Dạ. Rồi bây giờ hãy kể đi, những cái tật xấu của ổng là gì? Nóng tính lắm chú ơi. Em nóng tính. Kể ít thôi. Kể ít thôi. Thôi, đỡ được dạng mặt người ta. Đó, cái đó cũng là một tật xấu đó. Đó, che giấu cái tật xấu của mình đó là cũng là một tật xấu. À. Nóng tính hả con? Nóng cỡ nào? Nóng có thể chửi mà có thể đánh nữa. Mà đó giờ có đánh con không? Dạ có. Thì không Nguyên. Mấy lần? Dạ cũng nhiều lần. Trời ơi, đánh cỡ nào? Sao con cứ làm cô sốc hoài vậy? Dạ, tại vì thật sự là biết tính con nóng. Mà con nóng lên là con không có kiềm chế được. Mà cứ đi theo cứ nhai 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 con suốt ngày. Bà ý là bà biết tính mình như vậy rồi. Nhưng mà cái tính của bà là thích chọc cho mình điên hơn nữa. Thì để xảy ra vậy. Nhưng mà xong rồi cuộc hai vợ chồng cũng quê. Vậy hả? Nhưng mà mỗi lần đánh như vậy rồi nó tổn hại nhiều thứ không? Dạ tổn hại về đồ đạc. Chứ không có không tổn hại về thân xác. Nói đánh người ta mà không tổn hại thân xác. Đánh sao nè? Đánh chứ đâu có khều. Chân dâu nè, đánh sao nè? Dạ là đánh trên đầu thôi ạ. Hơi chột. Đó là chột dạ trong lòng của chú. Là vợ nó đánh nhiều lần. Định lại đi, tại vì hai đó với bà là số nhiều quá. Hoặc là số ít đó. Mình đi từ bất ngờ này tới bất ngờ nọ. Và con vợ cũng vậy. Thôi nội nào ập chung nấy là sao? Là sao? Sao đánh nhiều lần không? Hai đó với con là số nhiều đúng không? Một hai lần. Chữ nhiều đó là nó nhiều lắm đó. Là đánh thường xuyên đó. Là mấy lần? Là số mấy? Mấy lần nè? Và cả mười mấy lần tôi té tôi xỉu liền luôn á. Ấy. Trên hai lần và dưới 10 lần. Cãi con không biết nữa. Rồi con có đi đóng phim con biết mà đúng không? Cái nghề nó gọi là trên đe dưới búa. Ở gọi là có chuyện gì là đạo diễn cũng cằn nhằn là cằn nhằn trợ lý. Rồi ở dưới diễn viên có cái chuyện gì là cũng trợ lý. Nói chung là trợ lý lãnh đủ. Thành ra lúc đi làm cái áp lực công việc nó kinh khủng lắm. Đó cho nên thành ra tính tình nó nhiều khi cọc á, bị cọc tính á. Tại vì mình lúc đó mà để cho không khí đoàn phim đó thuận lợi nó có thể chạy được á, thì trợ lý phải nhịn hết. Chứ cũng không có dám bật lại, tại bật lại lúc đó là mọi thứ nó sẽ trở nên gọi là ngưng trệ lại liền. Tại vì không khí nghệ thuật mà căng thẳng là không ai diễn được, cũng không ai làm việc được. Thành ra là cái người phó và cái người trợ lý là cái người rất là khổ.
phó đỡ nhà chứ trợ lý khổ lắm. Cô biết cô đi làm phim nhiều, cô biết. Nên cô thường là cô làm bất kỳ đoàn phim nào cũng đều thương nhất là cái người trợ lý. Cô rất là thương luôn. Đó, tại cô hiểu được cái công việc nó là như vậy. Thì thành ra là đứng về phía... tức là cô có một chút thông cảm điều đó đối với Nguyên ở cái hành động là Nguyên không kềm hãm được cái tính nóng của mình. Thế nhưng mà ngược lại á, thì con phải nhớ là đây là cái người sẽ đi cùng con đến suốt cuộc đời và là mẹ của con cho nên rằng làm gì làm con, ví dụ như con tưởng tượng đi, con bị đạo diễn rầy la con hay là bên những diễn viên lớn đó họ trên đây dưới búa con thì con tổn thương lắm. Ngoài cái việc con bị bực mình, con còn bị tổn thương nữa, thì con cứ nhân cái tổn thương đó lên 10 lần thì ra cái tổn thương của vợ con. Bởi vì sao? Vợ con bị một cái người mà mình yêu thương, cái người mà mình gọi là giống như tôn thờ đi, vợ mình là cái tôn thờ mà làm như vậy mình nó khổ lắm con, rất là khổ. Cho nên con cứ nghĩ tới cái điều con bị tổn thương bao nhiêu, nhân lên 10 lần thì ra vợ con, mà vợ con nó mong manh, con phải là người bảo vệ nó chứ, bảo vệ nó, bảo vệ cái gia đình nhỏ của con chứ, đúng không? Con đã từng bị bỏ rơi rồi thì bây giờ con không được quyền bỏ rơi bất kỳ một người nào bên cạnh con nữa. Con biết không? Con biết mình khổ tới mức nào, đúng không? Rồi á thì con sẽ tìm cách để mà con hóa giải được những cái mà chồng con đang vướng phải. Nó đã vừa cuộc sống nó như vậy rồi, nó lại làm một cái nghề nó quá áp lực đi. Thành ra là mình cố gắng. Đó, ví dụ như là như nãy Nguyên có nói là biết mình tức nhưng mà cố gắng, tức là cứ nhây để mà cho nó tức hơn nữa, ví dụ vậy. Thì mốt mình sẽ kềm lại cái đó. Đúng rồi. Tức là mình sẽ lấy tình thương mình hóa giải đi cái bực tức của mình á. Con hiểu ý cô không? Thì tụi con mới có thể tạo một cái không khí vui vẻ trong cái nhà của mình được. Hả con ha? Trong lúc ổng nóng tính này thôi, nhưng mình đi chỗ khác thì đừng nói nữa. Mình sẽ bớt. Ngày hôm sau mình nói. Đúng, mình không càm ràm, mình không gì cả. Mình cứ để tạo một cái không khí thật là hạnh phúc, thật là an bình trong cái ngôi nhà. Bởi vì nó đi ở ngoài, nó phải kềm hãm, nó phải nhịn, nó phải thế này nọ. Nhưng mà khi nó về nó được xả ra. Nó được làm người chồng, nó được làm người cha. Nó được sống trong cái môi trường của nó, căn nhà của nó. Con hiểu không? Thì con hãy cố gắng con tạo hết những cái điều kiện đó cho chồng mình. Tội lắm. Yeah. Đúng không? Kể đi. Cho nên con mới nói lại. Nó đang áp lực ở ngoài là mỗi lần nó chửi là con biết nó đang áp lực. Dạ. Nó mới bị đạo diễn chửi. Mà trong khi đó con hỏi rất là bình thường luôn, con đâu có hỏi cái cho gì mà. Con không thèm hỏi. Dạ. Khi mà hỏi mà ta cọc lên á thì không thèm hỏi được. Hoặc là mình hiểu là con có chuyện đó. Dạ. Hoặc là mình sẽ tìm một cái dịp nào đó mình hỏi. Nghe. Dạ. Thật sự là trong lúc mình bực bội mà có một ai đó mà cứ đi theo mình, cứ nói hoài, càm ràm hoài là bực lắm. Mà trước kể là cái thời điểm đó, trước cái thời điểm đó là ở ngoài đoàn là biết bao nhiêu đó. Chuyện diễn viên đi trễ, diễn viên có hành, đạo diễn thì áp lực, hô đạo diễn thì là làm trợ lý không à? Thôi rồi, trợ lý không khiếp lắm em. Con đi làm nghề cũng biết. Dạ. Rồi bây giờ nè, nóng tính rồi, có một chút xíu hơi bạo lực xíu đó. Ngoài ra thì còn cái tập gì nữa nè? Nhà cũng hơi chơi mê game. Mê game vẫn mê vợ. Có mê con không? Dạ cũng có. Mê game tới mê con rồi tới mê vợ, đúng không? Dạ. Rồi, còn cái gì nữa nè? Con có muốn chồng con thay đổi cái gì không? Dạ có. Con nói đi. Nói cho chồng nghe đi. Dạ là con mong là ảnh thay đổi, là đừng có chửi, đừng có đánh con nữa. Con nghĩ là cái đó là cái mong muốn. Với lại con muốn là lo làm ăn. Lo làm ăn. Dạ. Để có gia đình được hạnh phúc này nọ. Bộ chồng con không có lo làm ăn. Dạ cũng có, nhưng mà con thấy chưa tập trung lắm. Còn hơi sao giãn, hơi lăng băng, hơi sao giãn. Dạ. Mới 25 mà. Trời đất ơi, mới 25 tuổi thôi, còn nhỏ lắm. Cái dòng mà đàn ông con trai đó là bắt đầu biết lo sự nghiệp á, là con biết không, từ 30 trở lên là nó bắt đầu thực sự nó biết lo sự nghiệp. Đó. Rồi đấy, còn con. Đây. Cô ấy có những tật xấu nào? Tật xấu gì nè? Dạ. Nói thì con không phải là nâng vợ con lên, nhưng thực sự là vợ con không có tật xấu. Ồ,
Nhưng mà ngoài cái tập là lèm bèm. Lèm bèm? Dạ. Vậy là con mong muốn vợ con thay đổi cái lèm bèm, con nói luôn đi. Đúng cho vợ con chỉ mong muốn là ví dụ mà sau này anh đi làm về em đừng có lèm bèm với anh. Nói như cái gì cho nó nhẹ nhàng. Dạ. Rồi nhẹ nhàng mà nó thể mà mình nó không khiến cho mình bực bội đúng không? Bây giờ á, Nguyên, bữa nay á, con hứa với cô, hứa chú Thuận với hứa tất cả mọi người với lại vợ con đi, là con đừng đánh vợ con nữa. Con thương nó, phải thương nó nghe không? Con hứa với nó đi cho nó an tâm và nó sẽ không lèm bèm nữa. Nhớ chắc chắn nha, luôn á. Nhớ nha, phải thương chồng, nó tội nghiệp lắm, nó phải thương nó. Đây nè, con làm trong nghề, con sẽ biết được những cái twist nào nó làm cho người ta cảm thấy coi như là cái tim mình nhói á. Thì sau khi chương trình này phát lên á, con sẽ coi cái đoạn mà vợ con mong muốn. Vợ con nói câu là mong chồng đừng có chửi, đừng có đánh con, bảo đảm con sẽ cảm thấy con xót đó. Thì chú cũng rất là mong con thôi đừng đánh vợ nghe. Hứa đi thôi, con nói chuyện vợ con đi. Hai đứa nên là bà lên đây bà đòi bóc phốt con á, chứ con hứa nhà con hứa hoài luôn, con bỏ lâu lắm rồi không có. Cái chuyện đánh đấm là xa lắm hả? Không có nữa. Thiệt. Tại bà ghét bà đòi hôm nay bà lên bóc phốt con vậy. Thì thôi á. Hứa rồi, hứa luôn đi. Đó, hứa đi, hứa cho nó công khai với mọi người luôn đi con, đã mấy mốt mình có bằng chứng. Hiểu không? Dạ, thì giờ ở đây con xin hứa với cô Hồng Vân, chú Quốc Thuận với lại quý vị khán giả, với lại vợ. Thì sau này anh hứa là anh sẽ không có động tay động chân với em nữa, cũng không có la rầy gì em nữa. Cũng mong là em đừng có làm bèm anh nữa nha. Ơi, con ơi, con. Thôi chú ơi, chỉ mong rằng là trong cuộc sống hai con sẽ, mỗi một ngày các con sẽ, trong cái đời sống của các con mỗi một ngày nó sẽ tốt hơn. Yeah. Đó, và công việc thì nó sẽ thuận lợi hơn. Và mong cho một dịp nào đó chú sẽ đến với cái quán ăn trong từng ngày của các con. Dạ, cảm ơn chú. Với lại là cái công việc nha, chú Thuận công việc. Ok, có dịp nào đó chú sẽ, hy vọng là chú sẽ gặp con trong một cái dự án gần nhất. Dạ. Nha. Còn cô thì chắc chắn là sau đây cô xin số điện thoại của con. Rồi thì cô thì đứng vai trò sản xuất nhiều hơn. Là chú Bin là làm về chuyên môn, chú Bin làm đạo diễn, cô sẽ là sản xuất. Thì chắc chắn là cô sẽ tìm gặp con nha. Dạ, yeah. Cảm ơn cô, cảm ơn chú. Hiệu quả khi mà con đến chương trình Vợ Chồng Son không? Cái mong muốn của con là lên đây để bốc phốt ổng mà cuối cùng chồng con lại được. Khéo nha, tại con biết sao không? Thực ra với những người mà nhân viên á là rất dễ bị gọi là tức là cực khổ và cực tả. Yeah. Với những cái gọi là tuổi thơ như thế, cuộc sống như thế và cái cá tính như thế, nếu mà con không níu lại, con không kéo lại thì rất dễ nảy sinh tiêu cực. Dạ. Đó, sẽ có thể là một người giỏi nhưng mà giỏi theo nghĩa tiêu cực, hoặc là tích cực là hoàn toàn do người vợ. Tại vì Nguyên bây giờ còn rất là nhỏ, Nguyên mới 25 thôi. Dạ. Rồi, ok, chút nữa sẽ gặp lại hai con nha. Dạ. Rồi, xin mời hai con. Rồi, cảm ơn hai đứa. Dạ.